Hello xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình Mình là Lâm Online Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em chuyển lại cái con app Kiki ấy, Mà nhiều anh em đã hỏi mình Bảo anh ơi rút được tiền chưa Thì mình nói thật với anh em là con app đấy mình vẫn đang chơi nhá Có một dạo thời gian là mình chơi khá lâu rồi Nhưng mà mình lại bỏ lên không không rút được tiền nhá Bởi vì mình mình chưa đủ đủ cái số S để mình rút nhá Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em lại cách chơi cái con app này Để anh em rút được tiền nhá thì đầu tiên vào cái con app kiki ấy. đầu tiên vào con app kiki thì mình sẽ nói lại cái con app uh, group club nhá nhiều anh em vẫn chưa biết cách cái cách chia sẻ chia sẻ mà để kiếm được tiền ở trong cái phần uh, phần thưởng riêng của nó là phần thưởng 10 s ấy thì nhiều anh em vẫn chưa biết cách chia sẻ nhá thì mình mới biết thôi mình mới biết cách thôi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chia sẻ nhá thì đầu tiên anh em sẽ vào cái app clip club cho mình group club cho mình sau bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách chia sẻ làm thế nào để kiếm được nhá. sau anh em sẽ vào cái phần này, anh em sẽ ấn vào cái chữ space là cái hộp quà 8.08 đô này. anh em sẽ ấn vào đây cho mình. đó đây nó sẽ có cái phần là chia sẻ nhận 0.3 USD cho người mời đầu tiên. mình thì mình chưa mời được người nào đâu nhá, bởi vì mình chưa có ai mời nên là chưa được. thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em là cách chia sẻ. thì đầu tiên anh em sẽ vào ấn vào chia sẻ cho mình anh em sẽ ấn vào chia sẻ cho mình này đấy đã sao chép cái mã này nha mình đã sao chép rồi nha khi mình sao chép xong mình sẽ mở mở mình sẽ gửi cho một người bất kỳ đi mình sẽ gửi cho một người bất kỳ đi ok mình vừa sao chép trong nha bây giờ mình sẽ ra mình sẽ gửi cho một người bất kỳ nha đây mình sẽ vào zalo này nếu anh em nào muốn chơi thì hãy kết bạn zalo với mình mình sẽ cho vào một cái nhóm nha anh em nhé đây mình sẽ gửi cho bạn này chẳng hạn đây mình sẽ gửi cho một bạn này chẳng hạn ok nhá khi mà người ta người ta mà ấn vào cái dòng link của các bạn ấy xong người ta sẽ đăng nhập vào các bạn sẽ nhận thưởng ấy thì trước hết các bạn gửi cho người ta một cái đường link như này các bạn nhớ làm theo mình nhá những bạn nào chưa tải thì hãy tải và hãy làm theo mình nhá các bạn đừng lên xe và lây tải vội thì các bạn hãy nhìn nhìn mình hướng dẫn nhá anh em sẽ ấn vào cái đường link này của mình vừa lấy gửi nhá cái đường link mình sẽ để ở dưới phần mô tả các anh em sẽ ấn vào đây anh em chưa ấn vội anh em sẽ sao chép cái đường link này chưa đã anh em sẽ sao chép anh em sẽ copy đường link này, này. Đấy, anh em sao chép cái đường link này sau anh em mới ấn vào nhá anh em sẽ ấn vào này sẽ ấn vào group grab này Đấy. ok sau đó anh em sẽ mở nó ra anh em sẽ mở nó ra ok đó lúc đó anh em mới mở ra và anh em mới cài đặt nhá thì anh em mới nhận được và bây giờ anh em sẽ không phải nhận được uh, phần thưởng trong đấy là 7 7 đô nữa, bây giờ nó sẽ lên 8 đô rồi. À, mình đã thử một link rồi và bây giờ nó đã lên 8 đô rồi nhá. Nên anh em hãy làm theo mình và anh em sẽ mở nó ra, anh em sẽ cài đặt và anh em mở nhá. Anh em sẽ cài đặt và mở mở ra thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như này cơ. Đây, một giao diện như này cơ và nó sẽ có những cái phần thưởng ở đây, có những phần thưởng ở đây. Phần thưởng ở đây, anh em sẽ ấn vào anh em sẽ mở quà nó ra. Đó và anh em sẽ khám phá tất cả những cái ô này. Như vậy thì anh em mới nhận được cái phần thưởng ở trong cái trong cái phần thưởng uh, uh, nhận 10 s này nha anh em nhé. Anh em nhớ nhé, anh em ấn vào cái dòng uh, dòng link ấy. anh em phải sao chép trước, anh em phải sao chép trước xong anh em mới ấn vào để cài đặt nhá. Chứ đừng anh em nào mà ấn vào cài đặt luôn là sẽ không bao giờ nhận được đâu nhá. Anh em phải sao chép cái đường link đi trước như mình đã hướng dẫn anh em nhé. Thì anh em mới kiếm được tiền. Ok chưa? Đó thì anh em nào chưa chơi, chơi và có cái phần em này nhập mã này nhập mã này mình sẽ để phần mã code anh em sẽ nhập vào nhé ai chưa chơi thì mình sẽ để mã code đó nhận vào thì anh em sẽ được một s đây mình được một chấm bốn bốn s này mình tám mươi bốn k vàng này bởi vì mình cứ xem video nhiều quá ok anh em rồi chưa chơi thì mình sẽ để đường link mã code dưới phần mô tả nhé thì anh em sẽ chơi ok chưa đó thì bây giờ tiếp đến con app tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn anh em chiến con app kiki thì uh, nhớ anh em đã hỏi mình là uh, anh ơi con app đấy còn chiến được không và có rút được tiền nữa không thì mình khẳng định với anh em là con áp đấy vẫn rút được tiền nhé chẳng qua là mình lười chơi thôi lười chơi lên không thể rút được tiền nhé mình lăng tí nữa thì sẽ rút được tiền mình đi được lửa một lửa chặng đường rồi ok thì bây giờ mình sẽ vào cf play này đó mình sẽ ghi con app kiki tham ra cho anh em kiki tham đây con áp này nhá anh em nào mà chưa cài đặt thì hãy cài đặt về đi anh em nào chưa cài đặt cài đặt về đi và mở nó ra mở nó ra Bảo nó ra thì nó sẽ có cái phần anh em nào cài đặt đấy mình như mình cài đặt rồi anh em nào chưa cài đặt thì hãy cài đặt đi nó có cái phần liên kết với số điện thoại này, liên kết với cả mai này và nhập một cái mã nữa tí mình sẽ để cái mã đó ở dưới phần mô tả phải có cái mã đó thì anh em mới vào được nhá đây mình sẽ để đưa cho anh em cái mã đấy luôn đây cái mã của mình là 2 tsb này 1 uzi này mình sẽ để cái mã đó ở dưới phần mô tả anh và anh em sẽ đăng nhập cái mã này vào anh em sẽ nhận được năm trăm năm boy 50 boy tương đương với năm uh, mươi boy thì ở trong này nó sẽ lấy cái phần boy này để mình đi đăng bài cơ ok chưa đó đó là phần boy đấy chỉ vậy thôi anh em liên kết số điện thoại uh, liên kết gmail xong đăng nhập cái, cái mã code này vào và anh em sẽ vào một cái giao diện như của mình đây, đây một giao diện này bình thường này khi anh em vào giao diện này anh em sẽ ấn vào cái vòng trên này. Đấy. Dòng trên này để anh em gọi là nó sẽ có một phần để anh em nào tham gia follow những cái trang web ấy. Đấy. Follow những trang web thì anh em nào mà chưa chơi ấy. anh em nào mà mới chơi rồi thì hãy tham gia vào cái follow của mình, fanpage của mình. Đây, mình sẽ cho anh em xem fanpage của mình. Đây, fanpage của mình đây. Anh em sẽ tìm cái chữ là Kiki of Time này để anh em mình vào đấy anh em mình cùng nhau tương tác nhé và anh em nào muốn chơi thì kết bạn zalo với mình mình sẽ cho vào cái nhóm này để chúng ta cùng nhau like ảnh cho nhau thì nó sẽ cộng boy và mình sẽ được đăng ảnh nhiều hơn này đăng ảnh nhiều hơn và cái cơ hội kiếm tiền nhanh hơn của mình sẽ cao hơn nhé đấy đây là phần fanpage của mình kiki of cam này anh em nào chơi chơi thì vào đây đấy, 96 follow này đó đây là phần hộp quà mà anh em cứ tuyển được một người thì nhận được 50 mươi boy đấy. đấy, xe đường link và cái mã cốt đây Thế thôi. Đây còn đây phần mũi tên này này. Phần tiền. Tiền và phần rút tiền của mình. Hiện tại mình đang có 36 đô. Và mình sẽ chăm chỉ chịu khó chơi từ giờ cho đến hết dịch. Thì mình sẽ rút được tiền. Ok chưa? Đây là mình lừa chơi. Bởi vì mình chơi rất nhiều con app. Nên là không có thời gian nhá. Anh em đừng lo no anh rút tiền nhá. Anh em cứ đủ là rút thoải mái luôn. Thoải con gà mái luôn. Rồi nhà mình sẽ cho anh em xem phần rút tiền của nó ở đâu nhá. Đây phần rút tiền của nó là anh em cứ đủ hết 75 mươi này thì anh em sẽ rút nhá về paypal này bitcoin này tất cả luôn có nhiều lắm mình không đọc được hết đâu nên anh em nào chơi thì hãy yên tâm đi không sợ lừa đảo đâu anh em cứ đủ vì con app này nó là con app độc báo của nước ngoài nên không bảo nó lừa anh em đâu và rất chi là nhiều người chơi nên anh em cứ chơi thoải mái lên không sợ đâu đó đây là cái phần mà mình hướng dẫn anh em cách rút tiền cách đủ nhá và cái tiếp theo đây đây cái này là cái tìm fanpage này cái dấu ấy này dấu như kính hiển vi này anh em tìm fanpage để anh em vào này để anh em follow này đó fanpage này để rất nhiều người Việt Nam và người nước ngoài chơi đây người Việt Nam và xuất xứ Hoài Dương này, Nguyễn Hùng này Nguyễn Hưng này nói chung là rất nhiều người chơi nha anh em nhé anh em không lo no cái vấn đề là tiền đâu đây anh em sẽ ấn sang cái phần ngôi nhà này để anh em đăng ảnh này mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng ảnh nhé đây anh em sẽ ấn vào cái dấu cộng trên này Dấu cộng ở trên góc góc trái Bốn gần bốn bốn ở cái chuông này Đây nó sẽ hiện lên một cái bảng POI này nhá Ví dụ bây giờ mình phải đạt cái mốc là 500 À là 5133 POI Thì mình đăng một cái Một cái uh, sở ra tút hoặc một cái ảnh lên Thì mình mới được tiền nhá Và mình đang thiếu Mình đang có là 5059 Và mình còn thiếu là gần 100 POI nữa thì làm thế nào để làm thế nào để đủ boy nhá thứ nhất là anh em sẽ đi like 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 ảnh cho họ. và thứ hai là anh em sẽ đăng đăng cái ảnh của anh em lên người ta like cho mình thì mình sẽ nhận được số boy đấy và các bạn muốn đăng ảnh lên ý, thì các bạn sẽ ấn vào support cho mình đấy, bởi vì mình đang thiếu boy và bây giờ mình đăng ảnh thì mình sẽ không được tiền và mình chỉ nhận được boy thôi nên anh em sẽ ấn vào support cho mình đó anh em sẽ viết đăng ảnh nhá mình thích đăng bao nhiêu cũng được đăng cứ từ 10 ảnh trở xuống một ngày nhưng mà nói thế thôi các bạn sợ không đăng nổi 10 ảnh một ngày ấy. Bởi vì phải có thời gian mới đăng được, không thì cũng lười lắm. Giống như mình lười, anh em sẽ ghi một cái đi buồn chán chẳng hạn. Buồn chán này. Đó, bên này thì ghi, bên này ghi đủ 10 từ nhá. 10 từ nhá. À, hôm nay tôi buồn chẳng hạn. Buồn quá anh ơi. Anh ơi. Chả biết nói gì thêm Mệt Mà... Ok Đó đó là hướng dẫn anh em cách ghi Và anh em cho một cái ảnh bất kỳ vào này Cho một cái ảnh bất kỳ vào Cho một cái ảnh Đây Mình chọn Zalo đi đó, Cho một cái ảnh bất kỳ vào Ok, mình sẽ ấn save vào list này. Đấy, chọn cái fanpage này. Đó, những anh em nào follow thì nó sẽ hiện lên fanpage và anh em sẽ chọn Kiki of Time cho mình nhé. Để vào cái, cái cái fanpage của mình thì anh em sẽ tương tác dễ hơn này. À, AD post này. Và mình sẽ đăng cái ảnh này lên. Và người ta vào like cho mình, mình sẽ nhận được một point rồi. Và đủ point mình lại đăng một cái ảnh để lên kiếm tiền nhé. Mình kiếm tiền nhé. Cứ đăng, ví dụ như mình đủ point, mình sẽ đăng đăng một cái một cái uh, sợi thật dài rồi thì anh em mới mới đạt được điểm tiền của nó tuyệt đối nhá từ một s trở xuống ok chưa mỗi một cái đăng này của anh em nếu mà đủ của nó sẽ được một s ok đó đó là mình hướng dẫn anh em cách đăng ảnh nhá và bằng chứng mà mình đăng ảnh được tiền nhá đây mình sẽ vào phần này của mình mình đăng ảnh được tiền nhá ok chưa mình sẽ vào bằng chứng để mình cho anh em xem ảnh đây Đây các bạn thấy tiếp tục là 0.98 N này 0.98 N nhá Đây là mình đang ngắn nhá Được 0,98 98 Đây Sẵn có chưa Mình đã được một N này Sẵn có cái này mình đã đăng được một N này Đó Anh em thấy chưa Đơn giản thôi Mình cứ đăng lên Anh em phải chịu khó like cho nhau rồi Thì cái số point nó mới nhanh lên Và anh em sẽ Đăng được ảnh nhanh thôi Còn mình chả có ai vào lên Chả, chả đăng được ảnh Tí mình sẽ để cái cái zalo uh, của mình bên dưới và mình sẽ anh em nào muốn chơi kiki thì hãy kết bạn zalo và nhắn tin cho mình mình sẽ cho vào nhóm kiki để anh em cùng follow để nhanh có tiền để anh em rút nhé ok chưa đấy là mình hướng dẫn anh em còn anh em nào muốn hỏi thêm gì nữa thì hãy kết bạn zalo của mình và mình sẽ cho anh em vào nhóm để anh em cùng nhau tương tác sẽ kiếm được thật nhiều tiền từ con app này nhau nhé ok cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình nhé